Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 184, Diễn đàn Độc lập xin trình bày câu chuyện chung quanh đống phân bò. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thưa quý vị và các bạn, ở Hoa Kỳ tự do như thế đấy. Tự do gian lận, tự do phá thai, tự do hút cần sa, tự do đốt phá, công nghệ, còn có tự do kiểm duyệt và nay có thêm quyền tự do mới. Đổ phân bò ngay trước cửa tòa Bạch Ốc. Phân bò được phân phối không cần đơn đặt hàng và được đổ ngay trước cửa tòa Bạch Ốc trong hai ngày họp trên mạng của ông Chủ tịch hay là Tổng thống Biden với 40 nhà lãnh đạo các nước về khí hậu. Tin này đã qua, ai cũng biết. Thế giới cùng xem tác phẩm Hoa Kỳ ngày nay từ những gì mà dân chủ đã và đang làm. Từ sau cuộc bầu cử gian lận có tổ chức lớn nhất thế giới, năm 2020 vừa qua. Ai nói rằng không có gian lận thì xin hỏi cụ Biden, sao cụ lại hớ hên đã nói là như vậy? Đảng Dân Chủ tiếm được quyền đa số ở lập pháp, lưỡng viện quốc hội và ghế tổng thống, tức là 2/3 quyền lực của quốc gia. Dân Chủ gia tăng tốc độ thay đổi Hoa Kỳ đến mức chóng mặt. Quả đúng như là khẩu hiệu của Tổng thống Obama, thay thế đáng tin cậy, change we believe in, hay là biến đổi tận căn Hoa Kỳ như là Fundamentally Transform America mà ai cũng biết. Và chúng ta có thể làm được, là yes we can. Và tổ chức hành động hay là tổ chức BLM, Antifa hay là bằng bất kỳ phương tiện nào, tức là BMN, cũng như các tổ chức khác hoạt động như chân rít. Chính phủ Biden đang thi hành không thấy sót điều nào trong chủ trương thay đổi Hoa Kỳ của ông Obama và cánh tả. Sự thay đổi bây giờ không còn núp dưới danh nghĩa gì khác hay là che giấu nữa. Bức bình phong dân chủ đã được tháo gỡ và người dân Hoa Kỳ đã thấy. Thấy đa dạng hóa nhân sự từ quân đội đến chính giới, đến công nhân viên chính phủ hay là công ty kinh doanh. Hình tượng lạ lùng của xã hội chưa từng thấy. Lý thuyết tiến hóa, vượn biến thành người hàng triệu năm rồi vẫn đứng yên là người, chứ chưa thấy mọc thêm đôi cánh hay là thêm dạ dày để ăn cỏ. Để khỏi phải đi làm kiếm ăn, bây giờ thì phải chăng con người bèn tự tiến hóa, đổi dạng giới tính hay là giết thai nhi, không cần ấy nấy gì nữa, vì đó là quyền được hưởng. Thấy hãng công nghệ thông tin trở thành tập đoàn chỉ huy, thay chính phủ để bịt miệng, kiểm duyệt tiếng nói tự do dù nó có trung thực. Thấy kỳ thị được làm mũ để chụp và làm băng keo đe dọa bịt miệng bất kỳ ai có khác quan điểm chính trị với đảng Dân Chủ, từ thường dân cho đến công nhân viên chức. Thấy màu da trở thành công cụ chính trị, người da trắng bây giờ dễ trở thành nạn nhân do màu da trắng đẹp của mình. Họ phải học tập để loại bỏ tư tưởng về màu da. Thấy niềm tin đấng tạo hóa đang dần hồi phải đấu với tà thuật phù phép thần chú phù thủy. Thấy chính phủ của ông Biden đặt ra ủy ban xem xét thay đổi tối cao pháp viện. Thấy một tuần ra đến 2-3 luật, luật nào cũng có lợi cho độc đảng tương lai. Nào là HR1, bầu cử gian lận dễ dàng. HR51, đổi quận DC đặt khu thành tiểu bang. Và thấy quy tắc xóa lằn ranh giới tính của Quốc hội Dân Chủ. Thấy ông Biden tháo cửa biên giới rước hàng ngàn trẻ em bất hợp pháp không có phụ huynh, y như là tuyển thiếu sinh quân cho đảng và nhà nước. Về cấu trúc và truyền thống gia đình, về văn hóa, về giáo dục cũng thay đổi rao riết. Thấy phụ nữ trước kia được quý trọng và được đàn ông tử tế nhường bước vì giá trị đặc biệt của phái yếu. Bây giờ thì giá trị ấy đã được thay bằng sức mạnh của quyền sử dụng thân thể, khiến thai nhi, chủng người phải lâm nạn. Sinh mạng của trẻ em chưa ra đời thật là mong manh, kém giá trị hơn bao giờ hết. Thấy gia đình truyền thống bị phá vỡ theo mục tiêu tuyên bố của lãnh đạo BLM được huấn luyện Marxist, tức là Cộng sản. Trên trang web của BLM đã nói rất rõ, chúng tôi phá vỡ cấu trúc gia đình hạt nhân theo truyền thống của phương Tây bằng cách là hỗ trợ lẫn nhau, như những gia đình mở rộng và làng xóm chung, chăm sóc lẫn nhau, vân vân. Thấy mấy chục năm qua, các trường học ở Hoa Kỳ đã gieo chủ nghĩa Marx, trong khi cha mẹ người Mỹ thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi dự chừng 10 lễ ra trường ở đại học, thì người ta thường chỉ lo mừng con hay là cháu tốt nghiệp, và ít ai chăm chú nghe hầu hết những bài diễn văn của trường, nặng mùi cơm khê chủ nghĩa. Những phụ huynh sĩ quan nhà An Nam tị nạn, hầu hết đều chè chén say men thành công của con cháu. Có mấy ai băn khoăn, lấy làm lạ rằng có điều gì không ổn như là thằng mình chứ.
rồi đến khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra ngay trước ngày bầu cử. Đối với nhiều người, đó là hiện tượng tài chính, nhưng dưới mắt của bình dân, nó không ra ngoài chính trị. Ứng viên McCain lúc đó đã bỏ chạy về Thượng viện và tuyên bố không cần biết thắng cử hay không, phải cứu nguy đất nước trước. Và Obama nghiễm nhiên được hoàn toàn lợi thế to lớn. Sẵn đà ông hé lộ một câu trong sách Marx: chúng ta san sẻ của cải, spread the wealth. Và câu chuyện Joe người thợ ống nước, Joe the Plumber, đã ra đời. Thế rồi thế sự cứ trôi qua như là nước chảy qua cầu. Thấy chỉ riêng người có lòng với tự do của đất nước này mới nhìn ra sự bất ổn đang tiềm ẩn. Từ đó lòng mới mãi mãi không yên. Và trải qua 8 năm, ngoại trừ những ai hời hợt thì còn lại trong tĩnh lặng, ai nghe thấy từng chuyện, từng hiện tượng xảy ra và đặc biệt là thông điệp của nó, sẽ đồng cảm với nỗi u uất của người dân Hoa Kỳ im lặng và sự cần thiết, tất yếu của một sự giải thoát. Khi thấy những ai biết được mưu đồ của phái Marxist, qua lời của Tổng bí thư Nikita Khrushchev của Liên bang Xô Viết, thì lại càng thấy từng bước Hoa Kỳ đang đi về đâu. Và dĩ nhiên, lòng không khỏi lo sợ ngày ấy sẽ đến. Và bây giờ, nó đã thật sự đến. Xem ra, ước mơ của Tổng bí thư Cộng sản Liên bang Xô Viết Nikita Khrushchev đã thành sự thật. Ông ta đã nói, chúng tôi sẽ hạ gục nước Mỹ mà không cần phải bắn một phát súng nào. Chúng tôi sẽ chôn vùi các ngươi. Người Mỹ rất cả tin. Chúng tôi không thể mong đợi người dân Mỹ nhảy từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản. Nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo được bầu của họ, cung cấp cho họ những liều lượng nhỏ của chủ nghĩa xã hội, cho đến khi họ thức tỉnh và nhận ra rằng họ có chủ nghĩa cộng sản đây rồi. Chúng tôi không cần phải xâm lược Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiêu diệt các ngươi từ bên trong. Chúng tôi sẽ không phải chiến đấu với các ngươi. Chúng tôi cũng làm cho nền kinh tế của các ngươi suy yếu, cho đến khi các ngươi sụp đổ như là trái chín mùi rơi vào tay của chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa, giáo dục mấy chục năm qua không còn là ngành cao quý dạy làm người. Họ thực sự đã biến thành công cụ chính trị và thực hiện lời dạy của Joe Stalin. Stalin đã nói, giáo dục là một vũ khí có tác dụng phụ thuộc vào việc ai cầm quyền và nhắm vào ai. Bây giờ thì dù tổ chức Liên bang Xô Viết không còn, kết quả mà Cộng sản Liên bang Xô Viết mong muốn và lên kế hoạch chừng như đã đến với Hoa Kỳ. Hiện nay thì cụ Biden cứ việc bước theo tất cả những nghị trình của cánh tả dân chủ, cái gì cũng ok hết. Nhưng cho dù ông có bù đắp thế nào, thì cánh tả cũng không bao giờ hài lòng. Tổ chức nổi dậy chống chính phủ gọi là Extinction Rebellion và các nhóm hoạt động khí hậu vẫn phân phối cước bò không cần đơn đặt hàng, đổ ngay cạnh cổng của tòa Bạch Ốc, nơi cơ quan quyền lực tối cao thế giới thường ngưỡng mộ, nhằm phản đối kế hoạch của ông và ông vua khí hậu cánh tả nổi tiếng thân cận từ thời chiến tranh Việt Nam, đó là John Kerry. Vì họ cho rằng kế hoạch không thấm vào đâu và quá trễ, phải tuyên bố khẩn cấp về khí hậu cho họ. Ở Hoa Kỳ, có người đã tin lầm rằng chỉ có ở những xã hội chậm tiến có nhiều thầy phù thủy. Nhưng thực ra ở Hoa Kỳ cũng chẳng kém. Thầy phù thủy nhờ âm binh để biên pháp, nhưng âm binh có bản chất là phá chứ không xây, không theo luật lệ nào hay là tiêu chuẩn đạo đức nào. Ai đã nhờ thì phải theo lời hứa mà trả công, có phải không? Vừa qua thì có rất nhiều, hàng ngàn ngàn nhà phù thủy đã dùng bùa chú sát phạt Donald Trump và ủng hộ ông Joe Biden. Ông Biden và đảng Dân Chủ đã từng nhờ lực lượng của các tổ chức không nên nhờ để đạt được quyền lực. Bây giờ phải trả nợ cho cái được quyền lực, bằng cả tương lai vận mệnh của quốc gia, chứ nào có riêng gì của một đảng. Trả công là điều không thể thoái thác được. Đổ phân trước bò trước nơi tôn nghiêm của quốc gia để cảnh cáo. Yêu cầu của tổ chức nổi dậy chống chính phủ và tổ chức hoạt động khí hậu chỉ là kèm trống thúc giục đòi nợ ông Biden đã hứa. Và việc còn lại của dân chủ đang làm đâu có khác gì đóng những cái đinh cho chiếc quan tài tự do. Bởi bước thứ nhất trong nghị trình MAGA của ông Tổng thống Trump là phơi bày sự thật đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ sự thật đã phơi bày, đại đa số dân Hoa Kỳ bất kể là đảng phái nào cũng đều thấy. Nếu để đến sau mùa bầu cử 2022, e rằng dân chủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để làm như thế. Cho nên từ đây đến đó,
rất có thể dân Hoa Kỳ sẽ còn phải đón nhận những cơn khủng hoảng chẳng may nữa để dân chủ hoàn thành cơ nghiệp biến đổi Hoa Kỳ. Và đây phải chăng là 5 điều mà dân chủ đang ráo riết thực hiện cho bằng được hay không? Và phần này đã nói ở bài trước, xin nhắc lại. Điều thứ nhất là luật HR1. Thật ra là hợp pháp hóa gian lận, mà gian lận tràn lan thì chỉ có dân chủ mới làm được như vừa qua mà thôi. Thứ hai là gia tăng số thẩm phán tối cao pháp viện để có nhiều thẩm phán cánh tả. Thứ ba là thúc đẩy biến đặc khu thủ đô Columbia thành tiểu bang như tiểu bang khác, nhằm cho dân chủ hai thượng nghị sĩ vĩnh viễn bỏ túi để dân chủ nắm đa số thượng viện vĩnh viễn. Thứ tư là tiếp tục kích động bạo lực như là bà dân biểu Maxine Waters trong vụ án Derek Chauvin vừa qua, xúi dục chống đối mạnh, đòi tòa án phải kết án y như dân chủ muốn. Như thế thì có khác nào tòa án nhân dân ở Sân Đình 45-54, nhưng mà mụ ta vẫn không bị khiển trách, mà còn được bà Pelosi bảo là không cần xin lỗi ai cả. Thứ năm, một bên xách động bạo lực như thế, và một bên khác là phá hủy uy tín của cơ quan thi hành luật pháp. Như thế thì cuối con đường sẽ có một ngày cảnh sát mất uy tín, bỏ việc vì bị coi thường như là đòi các ngân sách, bị chụp mũ là kỳ thị bất kỳ khi nào có thể. Hệ thống cảnh sát sẽ què quạt cả giá trị tinh thần và cơ chế tổ chức, trong khi bạo lực thì lại gia tăng. Đây là lý do được thành lập để thay đổi. Và mục đích đạt được là gì? Phải chăng là cảnh sát dần hồi sẽ được thay thế bằng lực lượng y như công an, chỉ trung thành với một bên đảng? Những câu hỏi như thế dù bây giờ có biết trả lời thì cũng chẳng làm gì được. Dân Hoa Kỳ chỉ nên chờ xem thì tất biết. Đất nước khốn đốn từng ngày, tất cả đều là tác phẩm của một bên. Càng độc tài thì là càng lãnh hết trách nhiệm, dân chủ không thể đổ cho ai được nữa. Thói đời, phúc báo trong tay lâu quá khiến người ta hay coi thường. Bây giờ thì đã quá trễ. Nhưng những diễn đàn của quý vị và các bạn yêu chuộng lẽ phải tự nhiên chắc không hổ thẹn với tiền nhân, vì đã đặt ra những vấn đề để cho quý vị và các bạn tự suy gẫm lấy. Người dân Hoa Kỳ ai yêu chuộng tự do, nhân bản và đạo lý tự nhiên, thì chỉ việc an nhiên mà nhìn thế sự. Phân bò đã phân phối đến trước cơ quan của chính phủ như thế, trong lịch sử 245 năm của Hoa Kỳ chỉ có thời dân chủ mới có. Nhưng tiếc thay, nó sẽ không bón cho cây đảng dân chủ, mà làm cho cây MAGA thêm tươi. Gẫm cho kỹ có phải không? Trong lịch sử xưa nay, đất nước lâm nguy đều nhờ dân cứu. Hành động cụ thể của những ai đã nhận ra mình sắp mất tất cả thì đơn giản thôi, không ai bắt đi học tập, huấn luyện gì cả. Không gì hơn là ủng hộ tinh thần và tài chánh cho những người yêu nước chân chính, đối lập, lập pháp, đang đấu tranh để cứu nước, dành từng giá trị của mình đang bị mất. Cứu nước cũng là cứu chính mình vậy, có phải không? Còn những người đang nhận thấy đây là thời cơ của đảng Dân Chủ nắm trọn quyền và lý tưởng của mình biến đổi tận canh Hoa Kỳ để có một Hoa Kỳ mới hoàn toàn trái hẳn với Hoa Kỳ xưa nay sẽ được viên mãn, thì vào những trang mạng có rất nhiều tổ chức như là tổ chức hành động của Tổng thống Obama, của Black Lives Matter hay là Antifa, hay là tổ chức nổi dậy chống chính phủ, hoặc là nhiều tổ chức khác đồng hội đồng thuyền để mà ghi danh, hoặc là đưa con em mình vào đó, kéo người ta chê rằng là không có thức thời. Khác với phía dân chủ, bên phía phong trào cứu nước của Tổng thống Trump thì là đơn giản, không có tổ chức đoàn thể gì cả. Thường cái gì tự thân nó đã đúng, như là đói thì ăn, khát thì uống, thì không cần phải tuyên truyền, thúc ép hay là đe dọa để người ta phải tin theo. Như người ta thường nói, hữu xạ tự nhiên hương, có phải không? Và khi tự ý thức vì mình mà tin theo, thì không cần phải trải qua huấn luyện hay là học tập gì cả. Thấy dở mà có dở không? Bên phía dân chủ thì nhiều tổ chức, nhiều màu sắc như là chân rít, tha hồ mà chọn lựa. Thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Ở phía Bắc Việt thì có nhiều tổ chức mang nhiều tên khác nhau, như là Mặt trận Giải phóng miền Nam, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng và đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng và đoàn Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đội Thiếu niên Tiền phong, vân vân. Và cuối cùng thì hàng triệu dân gốc Việt có mặt sống tha phương khắp địa cầu sau năm 1975. Ở đây là Hoa Kỳ tự do, món nào cũng có, đường nào cũng rộng mở, tha hồ mà chọn. Người ta thường nói thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng có tuấn kiệt hay không phải xem cái thời gì và ta hiểu tới đâu, có phải không?
Và sau đây là bản tin ai cũng đã nghe rồi. Và hôm nay thì quý vị và các bạn hãy tự tìm hiểu thông điệp không lời của nó là như thế nào. Hôm thứ Năm vừa qua thì các báo như là Daily News, New York Post, Epoch Times, Washington Times, v.v. đã đưa tin. Nhiều tổ chức cánh tả, trong đó có cả trẻ em, chắc đã học tập thành những tập thể đồng chí, đồng ý, nhất trí, thành đồng ca một bài, nói một kiểu như là đã học thuộc lòng những câu thần chú. Nếu của Biden tuân theo những đòi hỏi của họ, thì đến lúc ấy chắc là sướng lắm, không còn phải sợ nắng hạn hay là mưa lụt, bão tố hay là cháy rừng gì cả. Con người chắc sẽ chế ngự được thiên nhiên hoàn toàn, và Thái Dương Hệ không chừng sẽ nằm trong tay của các khoa học gia. Và mấy ông nông hội nhà mình thì tha hồ nói, đó thấy chưa, thành trời đã đứng né một bên, và để cho nông hội đứng lên làm trời. Hóa ra thì bây giờ là có thật. Các video đã đăng trên mạng và cho thấy những người biểu tình với cái nhóm nổi dậy chống chính phủ ở DC đánh dấu ngày trái đất bằng cách là thay phiên nhau đổ những chiếc xe cút kít màu hồng đầy phân bò bên ngoài lối vào của phía đông tòa Bạch Ốc, nơi ông Biden đang tiếp đón 40 nhà lãnh đạo thế giới trong 2 ngày trên không gian ảo. Hăng hái nhất là tập thể thanh thiếu niên choi choi, hô vang khẩu hiệu, phải tuyên bố khẩn cấp và đừng có bố láo, phải hứa làm cho khí thải xuống số 0 vào năm 2025. WUSA cũng đưa tin là ông Biden cam kết cắt giảm 52% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch của Hoa Kỳ vào năm 2030. Nhưng những người phản đối muốn lượng khí thải bằng số 0 vào năm 2025. Họ gọi kế hoạch của Tổng thống là bố láo. Họ cũng mang theo những cái biển quảng cáo có nội dung là tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngay bây giờ và kế hoạch 2030 của ông Biden bằng cái chết hàng loạt. Rally Polka, phát ngôn viên của nhóm nổi dậy chống chính phủ, cho biết kế hoạch của ông Biden là quá ít và quá muộn. Bà ta tuyên bố, Biden đang gây ra cuộc khủng hoảng cho các thế hệ tương lai với các mục tiêu dựa vào các công nghệ chưa được chứng minh là hút carbon ra khỏi bầu khí quyển. Bà nói tiếp, đây là một canh bạc lớn cần phải thực hiện khi sự thịnh vượng của loài người và sự phong phú của sự sống trên trái đất đang bị đe dọa. Nếu ông ấy quan tâm, ông ấy sẽ đạt các mục tiêu hết hạn trong khi ông ấy vẫn còn đương nhiệm. Chúng tôi không thể tiếp tục chờ đợi. Chúng tôi cần thay đổi ngay bây giờ. Cũng đã có các nhà phê bình chỉ trích các nhóm này là đã dùng cả trẻ em và đã bỏ lại đống phân bò của họ khi họ rời đi. Đoạn video do Jen Recker đã cho thấy một đứa bé chừng 6 tuổi đã dùng xe đẩy đồ chơi của mình cũng tham gia vào việc đổ phân bò. Xin mời quý vị xem đoạn video này. Ngoài ra còn có một đoạn video trong chương trình nghị sự rất là đặc biệt, xin giới thiệu cho quý vị và cùng các bạn. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, một nước có quyền lực nhất hành tinh, trên diễn đàn thế giới mà phát biểu giới thiệu một thiếu nữ
là đại vinh dự và nội dung dẫn chứng thời tiết như sau. Ông nói, thật là niềm vui và đại vinh dự giới thiệu một nhà hoạt động khí hậu lãnh đạo khác là Shri Bastida. Ông nói tiếp, cô ta tận mắt trải nghiệm tác động tan khốc của khủng hoảng khí hậu khi cô ta vừa mới lên 11 tuổi. Thị trấn của cô ta đã phải hứng chịu nhiều năm liên tiếp hạn hán do khí hậu. Sau đó là những cơn mưa dữ dội kéo đến và tiếp theo là lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, hãy thử tưởng tượng xem, có gì mà một ngày Bộ trưởng Ngoại giao trên diễn đàn thế giới lại giới thiệu một đứa trẻ thiếu niên biết được bao nhiêu về khí hậu, nếu không phải là được dạy cho những bài học thuộc lòng như các câu thần chú chống chủ nghĩa tự do, chống tư bản. Và ông dùng trường hợp bình thường như thế để chứng minh rằng đó là biến đổi khí hậu do con người làm ra. Từ thủy tổ loài người cho đến nay, hạn hán rồi đến mưa dầm, lũ lụt năm này ở đây và năm khác ở nơi khác. Chuyện thường tình như thế bây giờ bỗng trở thành do con người làm ra hết. Và lý do để đưa Hoa Kỳ vào nghị trình xanh, hạn chế năng lượng hóa thạch, xăng dầu, than là những nguồn kinh tế cốt tủy của Hoa Kỳ. Mặc dù Hoa Kỳ có kỹ thuật cao nhất làm sạch khí thải, nhưng phải bị trói lại. Trong khi các nước đặc biệt như là Trung Cộng phải mấy chục năm nữa mới theo kịp thì lại được phát triển. Và vào chương trình này thì Trung Cộng là nước hưởng lợi nhiều nhất trong sản xuất những vật liệu cần thiết như là thiết bị năng lượng mặt trời, quạt gió, phụ tùng xe điện, vân vân. Thế nghĩa là thế nào? Phải chăng đây là cách san bằng lực lượng thế giới? Mạnh thì phải bị đè xuống và yếu sẽ được nâng đỡ lên. Có phải đây là cách để vào cái thế giới đại đồng thiên đường trong mộng ấy hay không? Hoa Kỳ vĩ đại xài nhiều năng lượng nhất thế giới. Đám kinh tế Hoa Kỳ chỉ cần chiêu này có phải là Hoa Kỳ chết tốt hay không? Và cô bé mà ngài ngoại trưởng của ta đại vinh dự giới thiệu đã nói như sau. Cuộc khủng hoảng khí hậu là kết quả của sự trường tồn và duy trì những hệ thống có hại của chủ nghĩa tư bản, áp bức của chủ nghĩa thực dân và các giải pháp lừa lọc theo định hướng thị trường. Và cô ta nói tiếp. Climate crisis is the result of those perpetuating and upholding the harmful systems of colonialism, oppression, capitalism and market-oriented greenwash solutions. We demand that you stop any new fossil fuel infrastructure and existing fossil fuel extraction, including pipelines. We demand comprehensive, non-Eurocentric and intersectional climate education, including literacy on climate justice, environmental racism, ancestral and indigenous wisdom, on historical movements, disability justice, green careers, and sustainable living. We demand that you stop systematically targeting the global south, and black and brown and indigenous communities through environmental plunder, the exploitation of our lands, and neoliberal policies. We demand to get to net zero emissions by 2030, not net zero by 2050. Và như thế đấy, lớp trẻ thanh thiếu niên Hoa Kỳ được huấn luyện rập khuôn, y như là đoàn viên, đảng viên trong một đảng, có bài vở, có quy củ tổ chức khá chặt chẽ, như là đồng chí, đồng ý, nhất trí. Họ ca một bài, hô cùng một khẩu hiệu. Xem video, người ta thấy xã hội Hoa Kỳ nay cũng có màu sắc như là các nước có lãnh tụ rồi. Cụ Biden đem đất nước Hoa Kỳ trả nợ cho tốt, thì nhất định sẽ có ngày cụ cũng sẽ được làm cha già dân tộc, chứ đâu riêng gì ở Việt Nam, có phải không? Thế giới tự do là thế đấy. Quyết định đi ngang, đi dọc, vất vả đi lên hay là dễ dàng đi xuống, đều có ngõ cả. Có niềm tin Thiên Chúa, cũng có Satan giáo, có Phật giáo, cũng có phù thủy. Cửa thiên đàng thì rộng mở và cửa địa ngục cũng sẵn sàng. Ở Hoa Kỳ, ít nhất là hiện nay, chính phủ vẫn chưa hoàn toàn quyết định người dân phải sống như thế nào. Người ta hãy còn được tự do chọn lựa. Đời của mình thì mình tự quyết. Cho nên điều quan trọng bậc nhất không phải là cái mình chọn, mà là mình hiểu cái mình chọn như thế nào và hiểu tới đâu. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 184 về câu chuyện chung quanh đống phân bò. Đến đây xin chấm dứt. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ tới sẽ thú vị hơn.
Vườn nhà ai nấy thu hoạch, cây nào thì quả đó. Quý vị và các bạn hãy đón xem. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn cùng góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ ở phía dưới. Khi nó trở thành màu xám thì kể như quý vị đã làm xong. Như quý vị đã biết, thời nay tiếng nói trung thực thật khó mà tìm chỗ đứng. Quý vị vui lòng bấm like để giúp cho diễn đàn có sức thuyết phục YouTube nhằm tiếp tục phục vụ cho quý vị và các bạn. Như thế là quý vị và các bạn đã đóng góp cho diễn đàn tồn tại lâu dài và phục vụ cho quý vị và các bạn mỗi ngày một tốt hơn. Nhớ bấm vào nút chuông và chọn on để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.